Thời gian vừa qua thì thương hiệu đồng hồ Rolex đã trình làng phiên bản GMT Master 2 dành riêng cho người thuận tay trái. Mẫu đồng hồ này đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu. Mặc dù vậy thì Rolex thực ra cũng không phải là thương hiệu đầu tiên đã phát triển những cỗ máy thời gian dành riêng cho tệp người dùng chỉ chiếm 10% dân số thế giới này. Ngay bây giờ hãy cùng với đồng hồ Gale khám phá các mẫu đồng hồ đặc biệt được thiết kế riêng cho những người thuận tay trái các bạn nhé. Tudor Pelagos LSD. Đây có thể là chiếc đồng hồ nổi tiếng nhất trong cộng đồng những người thuận tay trái ở thời điểm hiện tại. Vỏ đồng hồ được làm bằng titan với kích thước 42mm, khả năng chống nước lên tới 50 ATM và sử dụng bộ máy MT5612LHD của Tudor. Đặc biệt, cỗ máy thời gian này có núm vặn được đặt phía bên trái vỏ để hạn chế tác động lên cổ tay của các thợ lặn và cho phép các dụng cụ lặn khác được đeo vào cổ tay trái thay vì đồng hồ. Tudor Pelagos LSD được phát hành lần đầu tiên vào năm 2015 và hiện vẫn là một trong những sản phẩm thú vị nhất của thương hiệu. Sin EZM 1.1 Mission Time. Sin từng đã sản xuất nhiều mẫu đồng hồ cho người thuận tay trái, nhưng chỉ có chiếc đồng hồ chronograph này mới mang phong cách khác biệt nhất. EZM 1.1 Mission Time là một phiên bản giới hạn 500 chiếc và chắc chắn không phải là một thiết kế nhỏ gọn vì kích thước vỏ lên tới 42mm, dày 16,4mm. Sản phẩm được cung cấp năng lượng thông qua bộ máy SZ01 và khả năng giữ trữ năng lượng trong vòng 42 giờ. Doug Hilmer Monaco Caliber 11 Rep CAW 211P. Doug Hilmer Monaco, với tư cách là sự lựa chọn linh hoạt của huyền thoại Steve McQueen, đã trở thành chiếc đồng hồ chronograph mặt số vuông đầu tiên có mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử xe đua thể thao. Phiên bản được sản xuất cho người thuận tay trái đã mang lại sự cân bằng trực quan cho những chiếc đồng hồ được đeo bên tay phải còn thiếu. Với mặt số màu xanh lam, mặt số phụ màu trắng tương phản với những chi tiết màu đỏ có bên trong đồng hồ, đã tạo nên một chiếc Monaco Caliber 11 Red CAW 211P đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Citizen EcoBright BZ 805008E. Nếu bạn đang tìm một chiếc đồng hồ lặn dành cho người thuận tay trái có thiết kế táo bạo, thì Citizen EcoBright BZ 805008E sẽ phù hợp với bạn. Mặt số đồng hồ có kích thước lên tới 48mm và chống nước tốt ở độ sâu 300m. Đặc biệt, cỗ máy thời gian này còn hoạt động bằng nguồn năng lượng mặt trời, không cần thay pin và đi kèm là chiếc dây cao su cực kỳ thoải mái. Panerai Luminor Left-Handed 8-Day PAM00796. Với thiết kế dễ nhận biết, Panerai Luminor Left-Handed 8-Day PAM00796 được sinh ra để đeo trên cổ tay phải của các quý ông. Vỏ đồng hồ làm từ thép không gỉ 361L và có đường kính 44mm. Điểm đặc biệt của cỗ máy thời gian này nằm ở bộ máy P5001 có khả năng giữ trữ năng lượng trong vòng 8 ngày và đạt tốc độ 21.600 kph. IWC Big Pilot Edition Right-Hander Red IW 501012. IWC Big Pilot nổi tiếng là bộ sưu tập đồng hồ dành cho phi công cực kỳ tinh xảo và bắt mắt. Năm 2019, hãng đã bổ sung cho Big Pilot một thiết kế hoàn toàn khác biệt với núm vặn ở phía bên trái, mặt số màu xám, mặt số phụ màu đen, lịch ngày ở vị trí 6 giờ. Mặc dù phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 250 chiếc, nhưng Right-Hander Rep IW 501012 vẫn là một phần thú vị trong lịch sử của IWC Big Pilot. Possibly Unique Rolex Day-Date Rep 1803. Rolex Day-Date Rep 1803 là một chiếc đồng hồ có mặt số sơn mài, cọc số kim cương và núm vặn ở phía bên trái. Tuy nhiên, phiên bản màu vàng trắng này chưa thực sự được nhiều người biết đến ở trên thị trường. Rolex GMT Master 2 Reference 126720 VTNR. Cuối cùng trong danh sách là mẫu đồng hồ mới nhất của Rolex dành cho người thuận tay trái đã xuất hiện trong triển lãm thương mại Watch & Wonder 2022. Rolex GMT Master 2 Reference 126720 VTNR có đường viền màu hoàn toàn mới, bố cục phá cách và được sản xuất hàng loạt. Sự đặc biệt của mẫu đồng hồ này đến từ núm vặn có thể xoay 180 độ ở vị trí bên trái vỏ đồng hồ. Cửa sổ ngày chuyển lên vị trí 9 giờ thay vì 3 giờ như trước đây để dễ đọc hơn. Sự thay đổi lớn khác là phần khung bezel clear chrome có hai màu mới, màu đen kết hợp với màu xanh lá cây.
Phía bên trong vỏ thép không dỉ 40mm là bộ máy GMT tự động in-house 3285, cho phép giữ trữ năng lượng trong vòng 70 giờ. Đây là bộ máy chuyển động thế hệ mới nhất của Rolex với không ít hơn 10 bảng sáng chế. Và đó là những mẫu đồng hồ cực kỳ đặc biệt dành riêng cho những người thuận tay trái. Bạn đánh giá như thế nào về bộ sưu tập này? Bạn có phải là người thuận tay trái hay không? Và nếu được thì đâu sẽ là sự lựa chọn của các bạn? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.